Phải, xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị các bạn ở một video tiếp theo về cập nhật những hình ảnh mới nhất của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên ngày 20 tháng 9 2022. Với hiện tại bây giờ là 15 giờ chiều và Hải đang có mặt tại phía đằng trước của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên, cụ thể là phía đằng trước có giếng trời để có thể ghi nhận những hình ảnh mới gửi tới tất cả cô chú anh chị các bạn mình cùng xem nha. Thì Hải mời tất cả mọi người mình cùng sẽ nhìn tổng quát của khu vực này, sau đấy Hải sẽ bên sang bên đường để có thể quay những cảnh mới phía bên trong của phía trước của giếng trời cho mọi người. Thì khu vực này thì mọi người thấy là đang khu vực này thì chiều nay thì không thấy máy móc làm mà tập trung làm ngay trực tiếp ở gần đường Hàm Nghi và phía đằng trước có giếng trời để Hải quay cho mọi người xem như một xíu nha. Thì hình ảnh mọi người đã nhìn thấy ở phía bên trên của giếng trời thì thợ Hàn đang tiến hành làm ở phía bên trên, còn ở phía bên dưới này thì có mà dựng lên một số cái cột điện và làm những cái bồn hoa quanh khu vực trước giếng trời, mọi người có thể thấy đấy. Thì hôm nay có thay đổi rất là nhiều, khu vực này thì Hải tới cũng hơi ngạc nhiên, có trồng thêm khoảng 5-6 cái cột điện và phía bên này thì đã tiến hành lu bằng và đẹp ở khu vực này rồi, chắc khoảng một vài hôm nữa tiến hành chạy nhựa ở đây. Ở phía đằng trước của đường Lê Lai thì đang tiến hành tháo một số cái cột điện ở phía bên đấy, chắc là chuẩn bị đưa vào phía bên trước của giếng trời này mọi người. Thì nếu mà tối nay Hải có rảnh thì sẽ quay cho mọi người xem đã thắp đèn chiếu sáng ở phía đằng trước giếng trời chưa nha. Thì ở còn phía bên đường Hàm Nghi thì công nhân vẫn đang tiến hành lát gạch ở xung quanh giếng trời.
Ở phía trước mặt mọi người đây có thể nhìn thấy là những cái bồn hoa được dựng lên khá là đẹp ở đây. Chiều qua ngày thì không thấy, nhưng mà đến ngày hôm nay thì nó lộ nguyên cái bồn hoa và thêm một số cái cột điện ở trồng ở bên này rồi. Thì để Hải quay cho mọi người phía bên trên rồi trước giếng trời nha. Thì mọi người xem tạm một xíu, xe nó đi qua lại hơi nhiều, mà phía bên kia thì Hải không dám sang đứng vì đường nó hẹp, đứng nha nó cản trở đến xe giao thông. Và phía bên đối diện Hải đang đứng là mọi người có thể thấy là công nhân thợ điện đang tiến hành tháo cây trụ đèn chiếu sáng ở bên này đấy. Cũng xe cầu đang tiến hành giữ cho thợ tháo đấy. Thì đó là sẽ tháo những cái trụ đèn này đưa vào phía bên trong trước giếng trời. Còn ở phía bên đường Hàm Nghi thì mọi người có thể nhìn thấy là công nhân đang tiến hành vệ sinh ở khu vực này để chuẩn bị cho quá trình trải nhựa ở đường Hàm Nghi. Đây hai mọi người có thể nhìn thấy là công nhân đang tiến hành thổi bụi cũng như là đang dọn vệ sinh phía bên trong nữa. Thì máy cũng đang tiến hành xúc đất lên xe để chở vào phía bên đằng sau giếng trời để săn lấp mặt bằng phía bên đấy. Ở video cập nhật như mới nhất có tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên ngày 20 tháng 9 2022, và xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn mình đã đón xem đến cuối video, và cũng như thường lệ mọi người yêu quý Hải có thể cho Hải xin một like, một đăng ký và ấn chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên nha. Hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt, chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình.